tưởng rối loạn tiêu hóa, hóa ra lại ung thư. Bệnh nhân nữ 30 tuổi đau bụng nhiều năm, nghĩ rằng rối loạn tiêu hóa nên không đi khám gần đây bị sút cân, đi ngoài thì mới phát hiện là bị ung thư. Tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, các kết quả xét nghiệm và chụp chiếu cho thấy người bệnh bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối đã di căn phổi. Trước đó, chị nghĩ là chị bị rối loạn tiêu hóa bình thường, tuổi còn trẻ nên xác suất bị ung thư thấp. Người bệnh chưa từng khám sức khỏe tổng quát cũng như chuyên khoa. Ekip chỉ định phẫu thuật cắt đoạn đại tràng vết hạch vùng, lặp lại lưu thông tiêu hóa, sau một ổn định, bệnh nhân tiếp tục dùng hóa chất để tiêu diệt tế bào ác tính. Ung thư đại trực tràng là một trong những ung thư đường tiêu hóa hay gặp trên thế giới và Việt Nam, tăng nhanh qua từng năm, ghi nhận từ tổ chức ung thư toàn cầu Globocan. Hàng năm Việt Nam phát hiện hơn 14.000 ca mắc mới, 7.500 ca tử vong do ung thư đại trực tràng, đứng thứ năm trong các ung thư phổ biến. Dự báo đến năm 2025, ung thư đại trực tràng thường gặp thứ hai ở nam và thứ tư ở nữ. Ung thư đại trực tràng thường xuất hiện ở người tuổi trên 50. Tuy nhiên vài năm gần đây bệnh nhân ngày càng trẻ có người tuổi 20 30. Triệu chứng cảnh báo ung thư đại trực tràng như đi ngoài ra máu, rối loạn thói quen đại tiện, viêm kích thích trực tràng, tắc ruột. Ung thư đại trực tràng nếu được phát hiện giai đoạn sớm có thể cắt qua nội soi hoặc phẫu thuật cắt bỏ khối u, tỷ lệ bệnh nhân sống sau 5 năm lên tới 85 đến 90%. Bác sĩ khuyến cáo đối với người bình thường, thời điểm nội soi tầm soát ung thư đại tràng bắt đầu từ 45 đến 50. Người có tiền sử gia đình bị đa polyp cần nội soi sàng lọc sớm từ 12 đến 20 tuổi. Trường hợp không phát hiện polyp đại tràng, có thể nội soi định kỳ 3 đến 5 năm. Bệnh nhân phát hiện polyp cần nội soi cắt và kiểm tra định kỳ từ 6 đến 12 tháng. Những người có tiền sử viêm đại tràng dạ dày mạng tính, trong gia đình có người thân từng mắc ung thư đường tiêu hóa, thực quản dạ dày đại trực tràng hoặc là có triệu chứng sụt cân không rõ lý do, táo bón, đầy bụng, đi tiểu và đại tiện ra máu, ói ra máu nên đi khám ngay để tầm soát phát hiện và điều trị kịp thời hãy đăng ký kênh alo bác sĩ video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe